sang tình huống 107. Quan sát ở đây cho thầy nào, đang đi trên đường như này, nhìn vào dấu hiệu nhá. Cái xe tải đây nó đang đi cùng chiều nhưng bây giờ nó càng ngày nó lại càng xa thì nó không phải là tình huống đỏ đít. Thì xe của chúng ta bắt đầu nó chuyển làn này, cứ đợi cho nó đè vạch. Cái này nó nằm trong cái mẹo tạt đầu đè vạch, xe của chúng ta chuyển làn đè vào cái vạch liền là sai rồi. Và đồng thời nhìn thấy cái đầu xe đi ngược chiều, đó mới thực sự là tình huống nguy hiểm. Các bạn nhìn nhá, xe khách nó đi ngược chiều đó mới thực sự là tình huống nguy hiểm mọi người nhá. Đây cho mọi người xem lại tình huống này một lần nữa đi. Và các bạn nhớ này, học mô phỏng ở đây nó chỉ có 8 cái mẹo cơ bản thôi. Khi đã nhớ được 8 cái mẹo này rồi thì tình huống nào chúng ta cũng làm được, chứ chúng ta không cần phải đi nhớ từng cái màu xe đâu. Ở đây các bạn nhìn thế này, đè vào vạch liền là thấy sai rồi đúng không? Đồng thời là nhìn thấy cái bóng đèn xe đi ngược chiều. Bóng đèn xe đi ngược chiều và cái điểm căn ở đây này. Các bạn có thể căn ở đây này. À cái đồng hồ công tơ mét ở giữa nó đè vào cái vạch kim đường. Đồng hồ công tơ mét đè vào cái vạch kim đường là lục luôn cho thầy 5 điểm. Ok. Lỡ xóa rồi thì em phải xóa hết đi nhá, em phải xóa hết đi thì em mới tải lại được nhá. Xóa hết thì em xóa đi, phải tải lại cũng được. Xóa đi tải lại cho thầy cũng được.